Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức thể thao trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau khi trở về từ Pháp và đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng này gặt hái nhiều thành tích. Tuy nhiên, qua hai trận trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền vệ quê Đông Anh vẫn chưa thể hiện đẳng cấp vốn có của mình. Thậm chí, ở vòng 1/8 quốc gia 2023, Quang Hải còn thực hiện hỏng quả penalty trong loạt sút luân lưu, khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội thất bại trước câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Qua đó, ngậm ngùi dừng chân sớm tại đấu trường quốc quốc gia năm nay. Câu lạc bộ Công an Hà Nội dừng chân tại vòng 18 quốc quốc gia 2023. Tiếp đón Thép Xanh Nam Định ở vòng 18 quốc quốc gia 2023 là lần thứ hai liên tiếp bộ đôi ngôi sao Nguyễn Quang Hải và Philip Nguyễn được thung vào đội hình xuất phát của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở giải đấu quốc nội. Trước đó, đội bóng ngành công an đã để thua SHB Đà Nẵng ở vòng 13 V-League 2023. Tuy có lực lượng hùng hậu và chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Flavio kém hiệu quả trong việc triển khai tấn công và dứt điểm cầu môn. Dù có lợi thế chơi hơn người từ phút 60, nhưng công an Hà Nội lại là đội bị thủng lưới trước. Sau khi ngoại binh Henrio dứt điểm gọn gàng trong vòng 16m50, hạ gục thủ môn Philip Nguyễn ở phút 65. Sau khi thủ thành Nguyên Mạnh dính chấn thương và phải rời sân, đội chủ nhà mới tận dụng cơ hội để có bàn gỡ hòa ở phút 78. Trong loạt luân lưu phân định thắng bại, màn tỏa sáng của thủ môn dự bị Trần Đức Dũng đã giúp thép xanh Nam Định giành chiến thắng Trung cuộc 3-2, lọt vào tứ kết quốc quốc gia 2023. Gây thất vọng trong trận thua của công an Hà Nội là tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, người có màn trình diễn mờ nhạt, thực hiện không thành công quả đá luân lưu, góp phần khiến đội nhà nhận hai thất bại liên tiếp. Quang Hải suốt hỏng pen. Tại quốc quốc gia, Quang Hải ra sân với chiếc áo số 18 thay vì số 19 quen thuộc của mình. Do số áo này trước đó đã được công an Hà Nội đăng ký cho Trịnh Văn Lợi, người đã chuyển tới Bình Định. Quang Hải được xếp đá vị trí hộ công khi đối đầu Nam Định, thay vì đá tiền vệ trung tâm như trận làm khách của Đà Nẵng. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi ít có bóng nên thường xuyên phải lùi sâu hay giặt biên tìm kiếm. Cả trận, Quang Hải không có tình huống dứt điểm nào nguy hiểm. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, Quang Hải cùng đồng đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1997 là một trong số bốn cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hỏng phạt đền trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Nói về những quả luân lưu không tốt của Quang Hải và các cầu thủ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Flavio de Silva bảo vệ học trò. 11 mét là may rủi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại. Ngay cả Roberto Baggio cũng sút hỏng tại World Cup trên chấn 11m. Các cầu thủ của tôi chuẩn bị tốt nhưng vẫn may không đến và nhận thất bại. Cầu thủ sinh năm 1997 gốc Hà Nội đã nhận thất bại khi sang Pháp thi đấu ở Ligue và phải trải qua thời gian dài không được chơi bóng chuyên nghiệp. Trở lại quê nhà, Quang Hải không còn thanh thoát trong những pha xử lý bóng, giảm độ nhạy bén khi kiến tạo cho đồng đội và cũng kém tự tin để thể hiện khả năng đi bóng lắt léo qua mặt đối thủ. Câu lạc bộ Công an Hà Nội từng thắng đậm thép xanh Nam Định đến 4 bàn không gỡ ở V-League 2023 và cũng có chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm 6 chiến thắng trước khi chiêu mộ Quang Hải. Nhưng khi dàn sao hàng đầu V-League của huấn luyện viên Flavio xuất hiện, Hải Con thì khả năng tấn công lẫn phòng thủ trở nên sụt giảm. Qua hai màn chính diễn gần nhất, việc giúp Quang Hải và các tân binh hòa nhập đội bóng mới, đại điểm rơi phong độ sẽ là bài toán nan giải đối với đội bóng ngành công an trong hành trình còn lại của giải đấu. Giờ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Flavio chỉ còn một mục tiêu đăng quang V-League 2023. Dù công an Hà Nội đang tạm dẫn đầu bằng xếp hạng khi hơn nhóm bám đuổi vòn vẹn một điểm qua 13 vòng đấu, trong cuộc đua vô địch chỉ thực sự bắt đầu kể từ vòng đấu thứ 14, giai đoạn 2 của giải đấu. Khi kỳ vọng biến thành áp lực Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội chắc chắn là thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa giải 2023. Có được sự phục vụ của tiền vệ này, câu lạc bộ Công an Hà Nội gửi một thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của V-League. Họ mới là ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua vô địch. Nguyễn Quang Hải là sự bổ sung đúng vào chỗ vừa thiếu vừa yếu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng này cần một chân truyền thượng hạng, một cầu thủ biết cách dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Không chỉ lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội mong ngóng Quang Hải mà kỳ vọng của người hâm mộ cũng tăng cao. Sau một giải thất bại ở Pro Quang Hải về nước và bất cứ ai cũng muốn thấy màn trình diễn với chất lượng cao nhất của ngôi sao sinh năm 1997. Mức lương hơn 100 triệu đồng một tháng và số tiền lót tay 6 tỷ trên một mùa giải vừa khẳng định giá trị nhưng chẳng khác nào khối đá nặng nề đè lên vai của Quang Hải. Quả thật, kỳ vọng quá lớn đã biến thành áp lực khổng lồ đối với cầu thủ này. Bất kể tân binh nào đến với đội bóng mới đều có một quãng thời gian để thích nghi, nhưng Quang Hải thì không. Mọi động tác xử lý bóng của anh đều được soi kỹ đôi chân của Nguyễn Quang Hải như đeo trì. Do màn trình diễn nhiều điểm sáng ở đội tuyển Việt Nam, Quang Hải không để lại bất kỳ dấu ấn nào ở hai trận đấu đầu tiên cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong ngày ra mắt gặp câu lạc bộ Đà Nẵng, Quang Hải chỉ có một cú sút xa và một pha đá phạt đáng chú ý. Anh bị huấn luyện viên Flavio Cruz thay ra từ phút 76. Ở trận đấu gặp câu lạc bộ Nam Định, Quang Hải chỉ có đúng một đường chuyển tốt nhưng đồng đội của anh lại việt vị. Áp lực đối với Quang Hải được thể hiện rõ nhất qua tình huống đá luân lưu cuối trận. Anh ra chân không chắc chắn để thủ thành Đức Dũng dễ dàng đoán được hướng. Thậm chí Quang Hải còn đá ra ngoài chứ không phải bị thủ môn của câu lạc bộ Nam Định cản phá. Sau màn trình diễn trước câu lạc bộ Nam Định, huấn luyện viên trưởng Flavio Cruz chia sẻ, Quang Hải đang thi đấu tốt dần theo từng trận. Trận trước, cậu ấy thi đấu xa cầu môn hơn so với trận này. Vị trí của Quang Hải không phải là tiền vệ trung tâm. Hôm nay, cậu ta chơi thấp hơn so với hai vị trí của tiền vệ tấn công. Hải thường lui về kèm người và làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi của đội bóng. Hôm nay Hải chơi tốt hơn so với trận trước. Dù thi đấu không tốt trong những trận vừa qua, nhưng nhiều khả năng huấn luyện viên trưởng Flavio Cruz vẫn sẽ cho cơ hội cho Quang Hải nhập rút tiền vệ này sớm hòa nhập và lấy lại phong độ. Quang Hải cần bao nhiêu thời gian để lấy lại phong độ? Dĩ nhiên, góc nhìn của giới chuyên môn đều cho rằng Nguyễn Quang Hải vẫn có thể trở lại là chính mình, nhưng không phải một sớm một chiều. Trong những phát biểu gần đây, huấn luyện viên Chu thẳng thắn cho rằng Quang Hải không có phong độ đủ tốt để được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn gọi Quang Hải và trao cơ hội ra sân ở cả hai trận đấu giao hữu gần nhất. Ông Chu muốn học trò của mình nhanh chóng lấy lại phong độ trước khi bước vào những giải đấu quan trọng. Vấn đề của Quang Hải không chỉ nằm ở thể trạng hay cảm giác bóng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội dù có rất nhiều ngôi sao nhưng chưa bao giờ là đội bóng có tính tập thể tốt. Bởi vậy, Nguyễn Quang Hải gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với các vệ tinh xung quanh. Huấn luyện viên Flavio Cruz phủ nhận bài toán mà ông phải đối mặt khi sắp xếp Quang Hải vào đội hình chính. Tuy nhiên, chính huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng thắn chỉ ra rằng, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không thể phát huy khả năng nếu đã tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 442. Thêm vào đó, các đối thủ vốn đã quá hiểu Nguyễn Quang Hải. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Đức của câu lạc bộ Đà Nẵng đọc vành vách cách Quang Hải thi đấu và ông làm thế nào để khóa chặt học trò cũ. Ông Đức nói được và làm được. Quang Hải hoàn toàn mờ nhạt. Ngay sau đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt áp dụng đúng công thức và Quang Hải lại trở thành người vô hình. Cần nhìn nhận rằng Quang Hải vẫn là một ngôi sao hiếm có, khó tìm của bóng đá Việt Nam. Sớm hay muộn, Hải cũng sẽ trở lại chính mình, nhưng ở lần quay về V-League chơi bóng, thử thách và áp lực với Quang Hải lớn gấp nhiều lần. Việc không được thi đấu nhiều trong suốt mùa giải qua đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của Quang Hải. Tuy nhiên, với việc thường xuyên được cho cơ hội ra sân trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ giúp chàng tiền vệ người Đông Anh sớm lấy lại cảm giác chơi bóng và phong độ vốn có của mình. Quang Hải từ lâu đã là nhân tố quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam, thế nên việc lấy lại phong độ là điều đáng mừng không chỉ riêng cho huấn luyện viên Flavio Cruz mà còn là tín hiệu vô cùng tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Để thực hiện điều đó, chắc hẳn Quang Hải cần có thời gian và đặc biệt là sự ủng hộ của người hâm mộ. Những tin tức thể thao mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức thể thao trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.